Good afternoon cả nhà. Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà ha. Ngọc Ánh đang ở trên cái bãi biển của cái Bắc California. Bãi biển này nằm gần gần cái vùng San Francisco. Nó gọi là Pacifica ở phía Bắc. Rồi San Jose chạy lên đây cũng cả tiếng đồng hồ á, năm mấy mai. Rất là đẹp, đẹp thần tiên luôn nè. Lần đầu tiên em đến cái tụ điểm này. Đó, Bắc Cali có rất nhiều bãi biển ha. Cái bãi biển này nãy giờ Ngọc Ánh quan sát thì thấy là nó rất là đặc biệt cho dành cho cái dân mà chơi surfing, là chơi lướt sóng á. Người nào ra đây nãy giờ mình thấy cũng có ôm một cái miếng lướt ván hết á. Họ mặc những cái bộ đồ rất là giữ nhiệt, họ không có bị lạnh nước ở trong người. Dân mà chơi surfing là họ ở đây từ sáng đến chiều cũng được, và họ không có bị lạnh giống như mình. Tại họ mặc cái bộ đồ này nó rất là dày, nước nó không có go through cái body của họ. Rất là đã chưa? Nhìn từ xa xa mà mình đang chạy ở trên cái con freeway, mình nhìn đó, mấy cái người này họ nằm đây mình cứ tưởng là cái đàn cá hoặc là dolphin hoặc là sa mù trong SeaWorld vậy đó. Đây, đẹp chưa? Quá đã luôn ha. Bạc Pacifica, không phải là Bạc Pacific Beach ở dưới Mission Bay kế SeaWorld nha. Cái này là Bắc Cali đó, gần San Francisco. Quá đã chưa? Nhìn cái khu ở bên kia đó, giống như là một cái khách sạn hay sao, nằm thẳng ra bãi biển. Khu này giống như khu du lịch vậy đó. Rất là nhiều người đến đây dẫn con nhỏ đem đồ ăn ra đây nằm phơi đây. Đó, nguyên cái khách sạn trên bãi biển, bước bộ xuống là bãi biển luôn. Rất là đã, đem lều, đem dù ra. Chỗ này mình phải trả tiền bạc kinh ha, đậu 4 tiếng thì 7 đồng. Còn đậu nguyên ngày, nãy mình trả tiền bằng thẻ thì có 9 đồng đậu nguyên ngày chơi xả láng. Nhưng mà cái vấn đề là nãy giờ rất là hên, ra có nửa tiếng là tìm được cái phập kinh. Còn phe ta đây đang nằm phơi à. Đó, phe ta là đi đến đâu là dắt ghế, dắt dù. Đó, người thì ăn, người thì múc cát. Trên đó có cái chỗ để cho mình tắm lại, mình rinse lại sau khi chơi surfing, chơi cát xong là có cái vòi nước rất là tiện nghi, sạch sẽ ha. Sương mù nằm ở trên cái rừng thông ở trên kia kìa. Trên nó thì là rừng thông bát ngát, nghi ngút luôn. Đó, sương mù nghi ngút. Phía Bắc San Fran lúc nào cũng có sương mù đó, giống như thành phố sương mù vậy đó. Xung quanh đây nãy giờ mình thấy có Panda Express ha, có Taco Bell ha, có cây xăng. Rất là tiện nghi luôn. Đây, quá đã luôn. Đó, thấy chưa? Bây giờ tiết mục là mình nằm phơi, phơi rồi mình đi bộ trên bãi cát. Nhưng mà cái cát này á, thì nó hơi nâu, chứ nó không có trắng mịn như giống như cái biển Caramel cát trắng mà cắn trắng mịn. Cái này là cát đen nhưng mà vẫn mịn. Có rất là nhiều seaweed ở trên đây, và người ta giăng dù nè, ai cũng đem đồ ăn nhẹ nhẹ ra chơi. Đó, trẻ con thì chơi cát, người vợ lớn thì đi bộ hay dẫn chó. Ta nói chó là thú cưng, đi ra bãi biển không bao giờ mà không thấy chó hết trơn á, sung sướng lắm. Đó, mỗi người đội một cái miếng ván lướt ở trên đầu đó. Ô, đem diều ra đây chơi nữa nè. Ở đâu rồi, đây, cái người này mới cầm diều. Đây, thấy con diều đỏ. Let's see. Where is it? Đó, con diều đằng xa xa nè, con diều màu đỏ kìa. Đó. Đây, con diều màu đỏ nè. Em ánh zoom lại cho thấy. Đó, ra ngoài biển có rất nhiều thú vui. Chơi cát, dẫn chó đi bộ, đi rong bộ, chơi thả diều, rồi nằm phơi nắng, ngắm trai đẹp, ngắm gái đẹp, ngắm trai đẹp, gái đẹp, sáo múi. Ra đây là mấy anh sáo múi, là coi như anh nào anh ấy dai u thực bắp, là mấy cô là dáng chuẩn luôn đó. Tại họ chơi chơi thể thao đó, là dáng người nào người nấy rất là đẹp. Ra đây nhìn họ để lên tinh thần ha. Nhìn họ xong rồi mình về mình nấu tiếp, rồi cái mình ăn xong mình thành một múi chứ không còn sáu múi nữa. Đó, thấy chưa? Quá đã chưa? Thần tiên lắm. Đó, cứ thế mà enjoy. Nhà này là chắc là những khu nhà mà thường thường ở Mỹ đó, nó lạ lắm. Nhà mà ở trong rừng sâu với lại trong những cái chỗ yên tĩnh đó, với lại biển đó, là nhà là dành cho triệu phú ở. Còn trọc phú đó, thì thường thường ở những cái chỗ ồn ào. Mình càng ở cái chỗ mà náo nhiệt đó là nhà nó không có mắc. Người Mỹ ở bên đây là ngay bãi biển với lại những cái khu mà trên đồi, trên núi đó, nhà rất là mắc. Càng lên núi càng mắc ha, không có giống như bên Việt Nam mình ở trong trong yên tĩnh lại rẻ. Ở ngoài Sài Gòn náo nhiệt thì nhà mới mắc tiền, còn ở đây ngược lại đó. Đó,
Nhà này là ngắm hoàng hôn nè, ngắm bình minh nè, biển nè, quá cỡ đẹp luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Mạnh ai nấy văn dù. Có hết tiện nghi ha, ai muốn đi ra đây thì thẳng tiến từ Nam San Jose chạy lên đây chừng năm mấy mai thôi. Cái này mình chưa có đi tới cái cầu Golden Gate. Đi freeway 280 thôi. 280 là đi thẳng lên đây. Quá đã ha. Đó, bây giờ mình sẽ phơi. Mình sẽ phơi cho nó chín thịt hết luôn. Giống như mình ướp thịt kho vậy đó. Đó, mình ướp cho mình thấm nắng một hồi rồi bắt đầu mình mới ra tắm nổi, chứ còn mới mà mới vừa ra biển cái cơ thể mình nó chưa có thích nghi, gió nó làm cho mình lạnh lắm, mình phải nằm phơi đi bộ một hồi á, nó giống như là cá mà mình ướp cá chiên vậy đó, ướp vài tiếng, ướp vài tiếng là nó sẽ thấm. Đó, quá đã không, nấu người có tâm hồn ăn uống với ăn chơi là đi ra biển chơi mà cũng tưởng tượng đến ẩm thực nữa, cũng phải ướp trộn. Quá đã luôn chưa, ra đây ngắm người ta chơi mình cũng sướng rồi đó. Đó lướt đó, quỳ nằm rồi quỳ rồi đứng đó, thấy chưa, đã chưa. Rồi ra ngoài đó chèo xuồng nữa kìa, mà ba đầu linh đó, đứng trên cái dáng này nè, cầm cái cây chèo cũng được, nó tập chèo xuồng rồi, thấy không, giống đang ở bến Ninh Kiều Cần Thơ không đó. Đó giống ở nhà quê chưa, này chèo trên biển luôn đó. Còn bơi đứng đã mệt thì bơi nằm. Đó, nằm ôm miếng dán, nằm đã đời luôn. Đó, quá sướng ha. Bãi biển này hình như là tụ điểm của dân chơi surfing. Bảo đảm luôn. Dân nãy giờ là người nào người nấy professional không đó. Tập riết, phải lấy lớp học. Học bơi surfing cũng phải lấy lớp học. Chờ một người mà ra khỏi cho cái bậc kinh trống á, cũng phải 15 phút. Tại vì họ tháo quần áo ra nó rất là cũ, rồi mấy cái miếng ván này họ cũng phải bỏ nó vô trong một cái bọc, rồi chờ một xe ra là rụng rời luôn, nhưng phải kiên trì. Rồi thôi ha, tạm biệt cả nhà ha, ai chưa đến tụ điểm này tranh thủ đến ha, quá đã luôn, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn, đẹp hết sảy con bà bảy. Đây, chó ra đây là khoái ngắm chó, chó đủ kiểu, diều, chó, dù, trai đẹp, gái đẹp. Yeah. Phơi, cứ phơi ra.